đậm chất Nam Bộ từ không gian xưa cũ với những mái nhà chữ đinh ba gian, những bộ trang kỹ cẩn xà cừ, những diễn viên được hóa trang từ mái tóc đến phục trang. Tất cả đã trở thành một dòng phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích và chờ đợi. Đó là những bộ phim được chuyển thể từ các tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chấm. Bây giờ xin chào quý vị khán giả. Giữa cuộc sống đương đại với nhiều câu chuyện sinh động được dựng thành phim truyền hình, thì những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh được xem là sự ngược dòng, tìm về chất xưa cũ giữa hồn văn hóa Nam Bộ. Có rất nhiều đạo diễn lựa chọn thực hiện bộ phim này. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hồ Ngọc Sum được xem là người thực hiện nhiều nhất với trên 10 tác phẩm. Đến đạo diễn Hồ Ngọc Sum, khán giả Việt Nam hẳn còn nhớ ông từng nổi tiếng một thời khi sản xuất rất nhiều phim video trong giai đoạn phim Mì Ăn Liền chiếu rạp. Khi phim truyền hình lên ngôi, thời gian đầu Hồ Ngọc Sum chưa tham gia mà chỉ quan sát. Với ông, đó là những khoảng thời gian quý giá để tĩnh tâm nhìn lại và chọn cho mình một con đường riêng. Đó là những bộ phim đậm chất Nam Bộ, vùng quê mà ông đã sinh ra và khôn lớn. Ít ai biết rằng chàng trai của xứ An Giang, Hồ Ngọc Sum từng có một tuổi thơ cơ cực khi sớm mồ côi cha. Anh lăn xả vào cuộc đời vừa mưu sinh vừa theo đuổi đại học văn khoa tại Sài Gòn. Những va chạm, nếm trải cuộc đời đã để đưa anh bén duyên với điện ảnh. Và chính từ đây anh đã vẽ nên con đường của mình. Ghi dấu ấn trên đó bằng chính sự tâm huyết khơi gợi niềm yêu thương quê hương, nhắc nhớ những ký ức xưa, lưu dấu hồn Nam Bộ. Trong cái nhà này ta từng chọn cái bối cảnh nào ạ? Tức là cái nhà này thì quay mà chính thức thì từ rồi phim Ngọn Cỏ Gió Đùa. Phim Hai Khối Tình thì nó mình đặt cái tiệm mai này thì mình quay khoảng 5 hôm. Và cái tơ Hồng Dương Dấn thì mình lại đổi lại, mình quay cái nhà của một cái anh thông ngôn. Nghĩa là khi người ta đã đồng ý cho mình một bối cảnh là người ta sẽ cho phép mình sắp đặt tất cả các cái vật dụng trong nhà hết. Tức là mình có thể sắp đây cái trường kỷ và cái đi văn cũng được, hoặc mình gỡ hết toàn bộ để mình cấu trúc theo cái nhà của mình. Tức là mình sẽ làm là thí dụ như bên đây mình sẽ làm cái bàn làm việc của cái quan trạng sư. Đó, trên đây mình làm lại một cái bàn nước nhỏ. Và bên kia thì mình sẽ làm, mình bỏ cái đi văn để cho nó trống thì mình sẽ làm một cái không gian khác. Còn cái khi tiệm mai thì đây là cái bàn cắt nè. Bên đây là khoảng 6 cái dàn mai. Ở chính giữa này là mình làm cái tủ để quần áo để may sẵn. Và bên đây thì mình làm cái kệ để giải, mình sắp lên để cho khai chào giải. Mà con nhà giàu thì cái nhà này là ông cho là giống như là con của ông bá hộ ở. Con bá hộ thì sẽ ở thì nó sẽ cấu trúc khác. Ví dụ bộ bàn ghế này kia thì nó sẽ đơn giản hơn. Và cái này thì sẽ nội địa này sẽ làm lợi cho nó cổ hơn. Thắc mắc là không biết giữa Hồ Biểu Chánh và Hồ Ngọc Sum thì có liên quan gì không, có họ hàng gì không ạ? Có cái duyên thôi, khiến xui là để có mình mình gặp cái tác phẩm đó rồi mình làm với những cái tác phẩm của ông Hồ Biểu Chánh cho tới giờ này luôn. Cái điều gì trong những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh mà khiến cho anh tâm đắc và muốn chuyển thể đất thành phim truyền hình? Đầu tiên nhất là cái tính tư tưởng, tính nhân văn và cái tính đạo đức. Chính cái đó là cái nội dung, cái cốt tủy để làm tốt lên cái ý tưởng. Cái ý tưởng đó thì nó là ý tưởng về nhân văn thì nó là muôn đời. Tức là khi nào còn con người thì cái tư tưởng nhân văn và tư tưởng cái đạo lý của người Việt vẫn còn đó. Thì bên cạnh đó thì nó cũng vẫn có một cái để mà chuyển tải được cái nội dung đó thì nó phải cần tới cái cốt truyện. Nhưng mà đến nay nó vẫn còn giá trị của nó. Nhà văn Hồ Biểu Chánh là người gốc Gò Công, là một đại diện tiêu biểu của văn chương Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông rất đa dạng, nhiều thể loại như truyện ngắn, thơ, tuồng, cải lương, tác phẩm dịch. Nhưng tiêu biểu và được nhiều người nhớ nhất đó là tiểu thuyết. Trong giai đoạn sáng tác của mình từ năm 1912 đến 1932, ông đã viết được hơn 64 quyển tiểu thuyết, nhưng chỉ có 18 quyển được xuất bản.
Và đây chính là những đóng góp quan trọng của ông cho việc hình thành nền tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh phản ánh nhiều mảng hiện thực khác nhau trong xã hội Nam Bộ ở những năm đầu thế kỷ 20 một cách chân thật, cụ thể và đa dạng. Ông không chỉ viết về thành thị mà còn đi sâu vào cuộc sống ở nông thôn. Ông không chỉ đề cập đến những người thuộc tầng lớp trên mà còn bao quát cả cuộc sống của những con người nghèo khổ trong xã hội. Tác phẩm của ông thấm đậm giá trị nhân văn sâu sắc, đậm đà phong vị văn hóa, đất và người Nam Bộ. Đa số những tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh thì thể hiện cuộc sống của người Nam Bộ từ đầu thế kỷ 20. Nhưng mà đến thế kỷ 21 mới dựng thành phim thì nó có tạo khó khăn gì cho đoàn phim không ạ? Khó khăn thì vô vàn khó khăn. Thì chính cái vô vàn khó khăn thì cái thể loại phim này thì ít người được làm. Tại vì cái khó khăn thứ nhất là về trang thì đồ đạc mình phải may mày, phải mặc như kiểu cũ thì bây giờ là rất là khó. Tức là nếu mà để cho một số diễn viên chính thì được, nhưng mà nếu mà để cả luôn cái tập thể khoảng chừng 50-60 người mặc đồ thì rất là khó. Đạo cụ như ly tách này kia để mà sử dụng thì cũng rất là khó nữa. Và cái thứ ba là bối cảnh. Thì trong cái khó khăn về bối cảnh thì tìm những cái bối cảnh để mình quay cho nó đạt á thì rất là hiếm. Nhưng mà được là có là trong cái có một số nhà vườn người ta thiết kế, có thể người ta sửa lại những cái căn nhà cổ xưa. Thí dụ cái nhà của cái phim Người Tình quay ở Bình Thủy, hoặc những cái căn nhà cổ của Đốc Phủ Hải với Gò Công, và đặc biệt là đây ở quận 9 mình cũng có những cái khu nhà vườn để mình cải tạo lại này, mình sửa sang lại mình quay. Đạo diễn cũng là một người con của vùng Tây Nam Bộ, thì cái việc mà làm những bộ phim tái hiện lại cuộc sống của người Tây Nam Bộ nó có phải là thuận lợi của anh không ạ? Từ nhỏ tôi đã lớn lên, cái phần mà cái ăn ở sinh hoạt thời mà còn xài tiền cắt, xài tiền xu đó thì nó cũng không có xa thời trước là bao. Thành ra khi mình đọc được cái tác phẩm đó hoặc là mình khi không gian đó thì mình cảm nhận được rất là nhiều. Cảm nhận được cái cách sinh hoạt, cái cách cư xử và cái cách đi đứng, thậm chí những cái không gian xung quanh. Thí dụ như là cây cối, những cái vườn cao hoặc những cái hồ sen hoặc như này kia thì những cái đó nó tạo cho mình một cái quen thuộc, một cái cảm giác, cái tình cảm quen thuộc, thì khi mình làm thì nó dễ hơn những bạn khác. Cái việc mà chuyển thể một cái tình cảm hay là một cái hình ảnh bằng ngôn ngữ văn học á, nó khác rất là nhiều so với ngôn ngữ hình ảnh. Vậy thì ông có gặp khó khăn gì cho cái việc chuyển tải này? Cái mà cái khó nhất là gì, là cái chúng ta nắm được cái hồn của cái tác phẩm đó. Khi mà nắm được cái hồn của cái tác phẩm đó thì chúng ta mới triển khai cái phim đó mà để đem lại cảm xúc. Khi mà chúng ta có cái cảm xúc về tác phẩm đó thì người xem nó có cảm xúc. Chứ chúng ta đọc cái kịch bản lên mà chúng ta cứ dửng dưng với nó thì người ta làm thì người xem chắc chắn phải dửng dưng thôi. Thì cái mà chúng tôi nhận được ở trong cái phim, khi làm phim này á, thì chúng ta phải tìm được cái tinh túy và cái hồn của một cái từng tác phẩm. Thí dụ như tác phẩm Ngọn Cỏ Vô Đùa, các tác phẩm Nợ Đời hay là Con Nhà Giàu hay Con Nhà Nghèo, thì tất cả mỗi tác phẩm nó đều có một cái sức sống của nó riêng và nó có cái chuyển tải cái nội dung riêng. Thực hiện trên 10 bộ phim từ những tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh thì đạo diễn tâm đắc nhất là bộ phim nào của mình? Trong 10 tác phẩm của tôi làm thì tất cả những tác phẩm nó đều tâm đắc, tại vì đây là những cái đề tài mà tôi đặt. Tức là tôi đặt để mà cho họ viết theo mình. Có lẽ là cái mà gần gũi mà cái mình thích nhất và mình làm nhất là cái Ngọn Cỏ Gió Đùa. Tức là ngọn năm 1989 là cái phim Ngọn Cỏ Gió Đùa mình làm chiếu rạp. Thì đúng 25 năm sau mình cũng làm lại cái phim Ngọn Cỏ Gió Đùa mà thành truyền hình, 45 tập truyền hình. Thì cái mình làm sao để cái 45 tập này nó cũng mang hơi hướng của ngọn đó, nhưng mà nó không có dính tới cái phần của cái phim chiếu rạp kia. Thì cái đó chính cái làm cho mình suy nghĩ. Và càng suy nghĩ thì mình càng có cái những đi sâu vào cái đó. Thành ra là nó làm cho mình, nó thấy nó khi làm xong cái phim mình thấy nó ngộ ra được nhiều chuyện. Và nó nhộ ra về chuyên môn, cái phương pháp làm việc của mình giữa phim truyền hình và phim điện ảnh.